cậu bé bán hàng rong nói 16 thứ tiếng và cuộc đổi vận đầy bất ngờ. Từng phải đi bán hàng rong, gánh số nợ 1,4 tỷ đồng cho gia đình, cậu bé Campuchia Salit giờ đây đã có cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ khả năng ngôn ngữ khi còn nhỏ. Cậu bé gánh khoản nợ 1,4 tỷ đồng cho gia đình lớn lên tại một căn lều nhỏ ở ngoại ô Angkor Wat, Campuchia. Salit chỉ có thể đến trường nửa buổi mỗi ngày vì nhà quá nghèo. Thời gian còn lại, cậu bé lê la khắp các đường phố ở thành phố Siem Reap để bán hàng rong, kiếm tiền từ những món đồ trang sức, lưu niệm cho khách du lịch. Cậu bé 14 tuổi khi ấy luôn có ước mơ được học ở nước ngoài, dù cho cảnh nghèo đói và nợ nần của vài gia đình cậu. Mẹ của Salit, bà Mangvana, làm công việc bán khăn quàng cổ và các loại quần áo tại một kiosk ở chợ. Bố của cậu là một họa sĩ, thường bán tranh do chính mình vẽ để kiếm sống. Cả gia đình của Salit thời điểm ấy phải làm việc cùng quật để lo trả số nợ 60.000 đô la, khoảng 1,4 tỷ đồng. Những tưởng cuộc đời cậu bé sẽ mãi chìm trong cảnh sống khốn cùng ấy, nhưng mọi thứ đã thay đổi từ một đoạn video trên mạng xã hội. Tháng 11 năm 2018, một nữ du khách đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn video dài gần 4 phút ghi lại cảnh trò chuyện cùng một cậu bé bán hàng rong. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi cậu bé trong đoạn clip Salit cho rằng mình có thể nói 16 thứ tiếng. Theo đó, Salit đã nói bằng tiếng Trung với nữ du khách. Cô gái này đã bất ngờ và bắt đầu khơi dậy khả năng ngôn ngữ của cậu. Nữ du khách đã lần lượt hỏi Salit bằng tiếng Pháp, tiếng Quảng Đông, tiếng Nhật, Thái và nhận được những câu trả lời trôi chảy từ cậu. Salit chia sẻ rằng cậu đã học những ngôn ngữ đó trong hơn 3 năm bán hàng rong. Đổi đời sau một đêm sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, cơn bão lời khen dành cho Salit đã khiến nhiều mạnh thường quân chú ý đến cậu bé nghèo bán hàng rong. Qua tìm hiểu, người ta đã biết được hoàn cảnh khó khăn của Salit và bắt đầu ủng hộ tiền để giúp cậu. Không dừng lại ở đó, một doanh nhân giàu có người Campuchia đã hỗ trợ để cả nhà Salit đến ở tại một ngôi nhà bậc thang ở Ombon, tìm cho mẹ cậu một công việc tốt hơn, góp tiền xóa khoản nợ hơn 1,4 tỷ đồng của gia đình, tài trợ cho việc học của Salit. Ngoài ra, chàng trai còn lọt vào mắt xanh của người sáng lập tập đoàn giáo dục Hailian. Đây là một trong những tập đoàn lớn nhất trong khu vực trường tư thục Trung Quốc, với hơn 60.000 học sinh và giáo viên đến từ 23 quốc gia. Ông Chen Yu, giám đốc điều hành của tập đoàn, cho hay ông đã xem những đoạn video khác về Salit, trong đó cậu bày tỏ rằng mong muốn được học ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Lời nói này đã chạm đến trái tim tôi nên tôi giúp Salit thực hiện ước mơ này. Chúng tôi cảm thấy Salit rất thông minh, rất tài năng trong một lĩnh vực mà không nhiều người có thể làm được. Ngoài ra, chỉ số EQ, trí thông minh giao tiếp của Salit rất cao, ông nói. Việc thuyết phục gia đình cho Salit đi học ở nước ngoài rất khó khăn. Ban đầu, ông Chen và một số nhân viên đã bay tới Campuchia để tìm và thuyết phục gia đình cho Salit nhận học bổng tại Hailian. Chúng tôi đã mang theo rất nhiều quà, đồng phục học sinh, túi sách và đến khách sạn để gặp Salit và bố mẹ của cậu. Chàng nhớ lại, tuy nhiên, mẹ của Salit tỏ ra miễn cưỡng vì nghi ngờ khi con còn quá nhỏ, lo ngại sức khỏe cậu bé khó thích nghi khi ở nước ngoài. Bố mẹ của cậu còn cho rằng lời đề nghị của Hailian là quá tốt để trở thành sự thật, vậy nên đội của Chen đành quay về Trung Quốc. Vài tháng sau, ông Chen và đội ngũ quyết tâm quay lại một lần nữa. Thậm chí họ còn tài trợ cho gia đình của Salit được đi tham quan trụ sở của Hailian, tận mắt xem ngôi trường cậu sẽ học. Đồng hành của đội ngũ Hailian đã thuyết phục được bố mẹ cậu bé đồng ý cho con đi học ở Trung Quốc. Tại ngôi trường mới, Salit đã học tập rất chăm chỉ và sớm làm quen với tiết trời lạnh giá nơi đây. Vào tháng 1 năm 2020, chàng trai trở về nước để nghỉ đông và phải ở lại một thời gian vì dịch Covid-19. Trong lúc chưa thể trở lại Trung Quốc và phải tham gia các lớp học trực tuyến, Salit được một công ty giải trí tại Campuchia, First United Group, Fun Entertainment để ý. Sau khi trao đổi, Salit đồng ý ký hợp đồng với công ty quản lý này, trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Chàng trai cũng mở một cửa hàng bán quần áo trực tuyến để kiếm thu nhập. Điều tôi tập trung nhiều nhất vẫn là chuyện học. Việc học tập chăm chỉ là thứ để tôi trả ơn những người đã giúp đỡ tôi. Tôi hy vọng có thể trở thành doanh nhân, mang công nghệ tiên tiến và những thứ mới mẻ từ nước ngoài về phát triển đất nước, Salit chia sẻ.